Bây giờ cháu phải nói với cụ là có chuyện gì xảy ra, hung thủ là ai chứ. Nhưng mà lúc đấy trời tối lại mất điện, cháu không nhìn thấy gì cụ ạ. À, cháu chỉ biết này, chắc chắn là người nhà này cụ ạ. À, người nhà này. Thế này thì một là mày điên, hai là tao bị dở hơi. Chứ giờ mất điện trời tối mà giờ nó sang nó không nhìn rõ người mà nó bảo chắc chắn hung thủ là người nhà này. Chắc chắn là nhà này, bởi vì anh ấy bảo với cháu anh thì thầm ạ. Thì thầm thế nào? Em ơi, anh là hàng xóm của em đây. Nhà anh chỉ toàn đàn ông thôi. Lâu lắm anh cũng không có hơi phụ nữ rồi. Em cho anh một lần thôi. Đúng câu slogan của nhà mình rồi. Nhưng mà này, nhài, như thế thì nó cũng không có cái gì làm bằng chứng cụ thể. Mày phải tả thế nào để cụ xem thế nào cụ giải quyết cho mày. Rồi sao nữa, chuyện nó xảy ra thế nào? Anh ấy hôn cháu. Hôn mày? Vâng. Hôn mày quá can đảm. Thằng nào mà hôn con này chắc nó phải uống rượu say 3 ngày nó mới dám làm điều ấy. Thôi được rồi. Dạ. Thế tôi hôn xong rồi làm sao con? Hôn xong rồi anh ấy lần mò. Thế lúc ấy trông mày thế nào con? Bố, ông cụ, bỏ ngay cái ánh mắt đấy đi. Cái suy nghĩ trong đầu của các anh thế nào là tôi cũng biết đấy nhá. Không phải thế. Thằng đàn ông dám làm dám chịu nhá. Tôi đang tìm ra hung thủ đấy. Nào con, dạ. Bây giờ cụ thể thế nào? Mẹ kể tiếp đi. Rồi trong cái lúc mập mờ ánh sáng đấy, cháu nhìn thấy. Nhìn thấy cái gì? Anh ý, cháu thấy thấp thoáng cái bà Toàn. Nhưng mà cái này thì cũng chưa rõ ràng. Ba to người nào già mà người ta chả phải dùng. Thống nhất là mình nhặt lên nhá. Nhặt. Ừ. Này, dạ. Cái thông tin đấy là nó không rõ ràng đâu. Ba to thì bây giờ cả xã cả huyện ai người ta chẳng đeo. Thế bây giờ này phải có cái gì đấy cụ thể khác người nữa đi. Nhân chứng vật chứng rõ ràng mà kể cô xem. Cô ạ, cháu thấy anh ý đánh rơi cái khăn mùi xoa. Khăn mùi xoa? Khăn mùi xoa? Khăn mùi xoa đây, khăn mùi xoa đây. Đây, khăn mùi xoa còn đây nhá. Yên tâm, nhà xoa. Biết rồi, nhà mình ai chả có khăn mùi xoa. Cô quý. Nhìn cái gì? Tôi tìm cái khăn mùi xoa. Thực ra nó vẫn đang ở đây đấy. Thế nhưng mà không hiểu tại sao cái này bình tĩnh nhá, tao có khăn mùi xoa đấy. Khăn mùi xoa của cụ đâu? Đâu? Yên nào, để tao tìm. Tao có khăn thật mà. Ô, đâu rồi? Đâu? Yên, mày đừng làm tao cuống. Tao có khăn thật mà. Tao có khăn nhưng mà mấy hôm vừa rồi đến xoang xiếc xuất về tao. Ôi giời ơi, dâu che mất rồi. Hôm nọ vui dãi như trẻ con nên là cụ ấy buộc ở đây. Tao có khăn mùi xoa. Đấy, sao mày cứ làm cụ mày giật mình thế? À, thế còn cái gì nữa? Chứng cứ cụ thể hay là có cái vấn đề gì? Mày nói cụ nghe xem nào. Ôi, cụ đừng nằm trong cuống, cháu chưa nghĩ ra được cái này. Ôi trời ơi. Bây giờ làm sao mà cố tìm mà nhớ ra đi, giờ. Không phải là không thể lan man. Cụ ơi. Sao? Trong lúc tranh tối tranh xạ. Ừ. Cháu. Mày nhìn thấy gì hả? Cháu nhìn thấy. Cái gì? Cái gì con? Nói đi. Anh ấy có mái tóc hoa dâm. Ông, sao ông lại làm thế? Bố. Ông còn này tuổi thôi, ông còn làm thế hả ông? Tâm, tao đi chết đây. Khổ quá. Sao mày có thể làm cái điều ấy hả Tâm? Trời ơi. Bố ơi. Hoa dâm thì nó... Cô Nhải ơi. Dạ. Cô đi lên đây. Thôi thì đã đến nước này, tôi cũng chả giấu làm gì nữa. Nhục quá con ơi. Trời ơi. Cô thông cảm. Cái cảnh từ ngày bà nhà tôi ly dị, bà ấy bỏ tôi, bà ấy đi. Thế cho nên là cái việc gì đến nó cũng phải đến. Cô Nhải ạ. Dạ. Hôm vừa rồi tôi có đi khám định kỳ. Bác sĩ kết luận tôi bị phì đại tiền liệt tuyến. Đây này. Ôi. Chết. Ôi ông ơi. Bố. Ông ơi ông. Không để đâu, không. Bố làm cái gì đây? Ông ơi ông, cháu không thích xem cái phì đại của ông đâu ông ơi. Đây,
kết luận của bác sĩ đây. Cô bảo như thế thì tôi làm ăn được cái gì? Hả? Tôi làm thế nào bây giờ? Cái thai trong bụng tôi bây giờ tôi biết bắt đền ai bây giờ? Đã thế này nhá, đã thế này tất cả đi lên phường. Lên cháu phường. Đồng ý tất cả đi lên phường làm cho rõ chuyện này ra. Lên phường, lên phường. Không được lên phường. Lên phường bây giờ là chết đi. Chết vũ, chết. Tại đây họp gia đình. Nghe tao nói này, bây giờ việc nó chưa rõ ràng. Vâng. Mà lên trên phường người ta kết luận sự việc nó rõ ràng thì có phải là nhục gia đình mình không? Con đúng. Tưởng nó đang muốn thật rõ ràng. Không. Ông nói đúng. Dạ. Nếu mà lên phường chuyện nó ra ngô ra khoai, nó rơi phải bố thì không sao. Chẳng may nó lại rơi vào ông mày ấy. Chứ chả nhẽ tao phải gọi con mặt mỏng kia bằng mẹ. Đúng rồi đấy. Bây giờ mà lên phường người ta làm rõ ràng ra, rơi vào ông thì không sao, nhỡ mà rơi vào bố của ông ấy. Anh thôi ngay. Mày bỏ ngay cái tư tưởng như thế nhá. Anh định móc máy rồi đấy hả? Tôi già bằng ngần này tuổi đầu mà tôi lại thèm làm cái việc ấy à? Hả? Mà... Anh có còn coi tôi là bố nữa không? Đại ơi! Anh có còn coi tôi là bố nữa không? Chí! Mày có coi tao là bố nữa không? Thôi ngay! Thì tóm lại bây giờ cái thai trong bụng của nó là của ai? Của cháu ạ. Thưa bố ông cụ, con với nhài yêu nhau lâu rồi. Con biết nhài chả có tiêu chuẩn nào hợp với cái tiêu chí khùng khoằm của nhà mình hết. Cho nên chúng con đã dàn dựng ra cái này. Con quyết định ạ. Ừ. Con sẽ cưới nhài làm vợ. Không được. Con nhài không đủ những tiêu chí về làm dâu nhà này. Thằng Giải. Dạ. Mày nhắc lại xem tiêu chí thứ nhất thế nào. Tiêu chí thứ nhất là con gái phải kém con trai 1 tuổi. Con nhài kém thằng Chí mấy tuổi? Con nhài lại hơn thằng Chí 2 tuổi. Tiêu chí thứ hai thằng Tâm nhắc lại xem nào. Là con gái đàn bà là phải tai la mít, lít lồng. Mày điên à? Lợn, lợn, lợn. À, con xin lỗi bố. Là mắt lá răm, lông mày lá liễu, thắt đáy lưng ong. Vâng. Tiêu chí thứ ba. Cụ. Không cần phải nêu tiêu chí gì nữa. Con hỏi bố nhá. Thế bố lấy mẹ con có đúng với tiêu chí không? Đúng mà. Thế tại sao bố mẹ không hạnh phúc? Cái đấy là nó do chỗ rời. Ông, cháu hỏi ông. Ông lấy bà có đúng tiêu chí nhà mình không? Đúng. Thế tại sao bà vẫn bỏ ông đi? Do duyên số con ạ. Nhà mình biết bao nhiêu tiêu chí, nhưng có một tiêu chí quan trọng nhất thì bố ông cụ không để ý đến. Đó chính là tình yêu. Bây giờ con thực hiện theo những tiêu chí mà bố ông cụ đưa ra. Nhưng mà cụ ông bố nghĩ xem, nếu như bây giờ con cũng lấy vợ nhưng không có tình yêu, thế thì bố ông cụ có muốn con rơi vào hoàn cảnh như ông, như bố đây không? Ồ. Bị vợ bỏ đi không? Ồ. Thằng này có học mà cuối cùng nó lại có hơn ấy. Sao nó nói có mấy câu thôi mà mình vỡ ra được bao nhiêu điều. Mấy chục năm nay cứ theo cái quy ước cũ của gia đình, 4 cái cọc buộc trâu là cứ làm thằng lắng ra đấy. Mà bây giờ nó nói có mấy câu thôi mà. Này Chí. Dạ. Cụ thấy phải đấy con ạ. Cái quan trọng nhất là hạnh phúc. Trong hạnh phúc là phải có tình yêu. Đúng là cụ, ông bố lấy cũng chỉ vì những thước đo của gia đình. Tình yêu không có nên hạnh phúc không giữ được. Mày nói thế mà cụ thấy hay đấy. Được, quan trọng nhất là con người. Vâng. Phải biết yêu thương nhau. Dạ. Thì mới có hạnh phúc. Mày có yêu con nhài không? Dạ. Cháu có chứ. Thế thì bỏ bố đi những cái quy ước cũ đi. Không cần thiết nữa. Nhài. Dạ. Con xin lỗi. Ừ. Bố. Cô. À, con có yêu thằng Chí không? Có. Thế thì được rồi. Chọn ngày lành tháng tốt mà tổ chức cho nó ngay. Năm mới rồi, dọn sang đây là ở ngay lập tức. Có cả châu cả nghé. Này, giờ này sang năm họ nhà mình mà lại trở thành ngũ đại đồng đường thì cứ gọi là nhất xóm nhất làng. Yeah!